Đối các bạn, 30 ngày thử thách ngày thứ 18. Phải là mình mới thay dầu nha các bạn, thay dầu mục đích để làm nóng nha. Chứ mình mỏi, mình tập mệt á, mình mỏi mệt mình thay dầu nóng vô để vậy sức mạnh hơn nha các bạn. Ok, giờ mình bắt đầu mình chạy bộ đây. Đây là buổi chiều nha các bạn. Ngày hôm nay thì cũng vô cái giờ luyện tập của anh em á, nên giờ mình tập thì mình rủ anh em chạy chung cho vui nha các bạn. Và cái lịch luyện tập ngày hôm nay của mình buổi sáng gồm có chạy bộ, nhảy dây, đánh bát, vật, đạp bao, khối bao, cơ bụng. Các bạn có thể tham khảo cái lịch mình để trên đây nha. Nếu mà anh em nào mà dạng như là yêu thích môn thái hoặc là đã tập được môn thái rồi, anh em nhìn cái lịch này anh em sẽ biết liền nha. Và buổi trưa thì mình cũng tập cũng gần giống như buổi sáng, có thêm bún bao nha các bạn. Các bạn có thể tham khảo trên đây nha. Tại mình đang tập vô giáo án nặng các bạn, nên cái thầy Thái Lan huấn luyện đội môi SSC không có cho mình cầm điện thoại vô quay trong khi tập luyện nha các bạn, nên mình chỉ đưa lên như thế này thôi. Các bạn thông cảm với mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói kỹ về cái phần thay dầu trước khi tập luyện nha các bạn. Thì cái thay dầu này là bên Thái Lan nha các bạn. Và cái bộ môn Muay Thái thì đa số các bộ sĩ đều dùng hết nha các bạn. Mình sẽ thay trước khi tập, nhưng mà với điều kiện các bạn phải tập nặng nha các bạn. Thì mình khi mình mệt quá, mình đau nhức mỏi mệt quá thì mình sẽ thay dầu để làm nóng trước. Khi mà thay dầu như thế này á thì cái cơ thể của mình sẽ rất là nhẹ, và nó sẽ làm được làm nóng, nó sẽ giống như nó hỗ trợ mình làm nóng vậy á. Khi mình tập nó sẽ ra mồ hôi nhiều hơn. Có một phần là mình cũng quen đó các bạn, đa số võ sĩ khi mà dạng như là đang mệt á, thoa dầu vô là nóng lên là cảm thấy là sung và muốn tập luyện liền liền như vậy. Và đây là hình ảnh những chai dầu nóng mà mình thường hay sử dụng, chai màu cam để xịt khi mà bị chấn thương. Sau khi tập luyện thì mình sẽ phải thả lỏng căng cơ thật kỹ nha các bạn, vì cái giáo trình của mình hôm nay nó cũng nặng lên rồi, nên phải thả lỏng thật kỹ để cho cái cơ thể mình mau hồi phục để chuẩn bị cho những buổi tập sau nha các bạn. Nếu mà để thời gian dài thì sẽ không tốt. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Hãy nhớ đón xem những video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.